Dạ, Thanh kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nha. Thì hiện tại là Thanh đang đứng ngay trên cái tỉnh lộ 13 hay còn gọi là đường DT759B để Thanh quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình tham khảo một lô đất. Dạ, thì trước tiên Thanh di chuyển vào trong lô đất thì Thanh sẽ giới thiệu đường đi lên cụm khu trung tâm hành chính cũng như thông xuống các xã, các tỉnh, thành phố cho cả nhà mình cùng nắm bắt được ha. Đường trước màn hình của mình sẽ dẫn trực tiếp lên cụm khu trung tâm hành chính của huyện Bù Đốp mình. Ở đó sẽ có đầy đủ các ban ngành của tỉnh cũng như là huyện Bù Đốp. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Còn theo tuyến đường ngược lại đây sẽ di chuyển xuống các tỉnh thành cũng như thành phố nha quý cô chú anh chị mình. Hay mọi người còn gọi là đường DT hoặc là tỉnh lộ 13 cũ đó quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì lô đất hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình sẽ nằm tại vị trí là ấp 7 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Từ cái cổng chào của ấp 7 xã Thanh Hòa đây, nếu di chuyển vào tới trong cái lô đất của mình sẽ là 3,6 km. Dạ, thì 3,6 km chạy dọc trên con đường đây. Thì bây giờ Thanh sẽ di chuyển chạy dọc để cho cả nhà mình cùng nắm bắt được về đường đi lối lại, những hàng quán tạp hóa tiện ích để dẫn vào trong lô đất của mình nha. Lô đất của mình ở đây sẽ gồm có một nền đất sào là 15m nhân với 67. Tổng diện tích của mình sẽ được 1025,0 m². Chủ nhà bán hết toàn bộ là 145 triệu bao sổ. Sổ của mình ở đây là sổ sẵn. Dạ, thì đây là cái lô thứ nhất Thanh quay và giới thiệu là đất sào chưa có thổ cư. Còn nếu quý khách hàng mình cùng quan tâm mà đã có thổ cư thì em cũng sẽ có cái nền kế cái lô đất sào của mình luôn, là chiều ngang được 7m, chiều sâu hai cạnh là 66 và 61, đã có sẵn 100m thổ cư, sổ hồng cầm tay, pháp lý rõ ràng, có thể công chứng được trong ngày luôn, và cũng bán với giá là 145 triệu hết toàn bộ thửa đất em quay và giới thiệu. Đó, thì trong thời gian em quay và giới thiệu, cả nhà mình thiện chí với nguồn đất sào hoặc là đất có thổ cư Thanh vừa giới thiệu thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779. Dạ, thì cái lô đất của mình ở đây là chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Có gì cả nhà tham khảo cảm thấy phù hợp thì liên hệ cho em nha. Còn nếu mà chưa thấy phù hợp thì em cũng rất mong cả nhà trong thời gian theo dõi thì ủng hộ cho em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký để em có thể làm nhiều video gửi lên cho cả nhà mình cùng tham khảo. Cũng có khi sẽ có những nền hợp với quý cô chú anh chị mình, đúng không ạ? Cả nhà mình biết không, hôm nay là cái nền mà 550 triệu em vừa quay lên á, thì em cũng rất cảm ơn các anh các chị đã liên hệ cho em. Đó, thì em làm việc thì có gì các anh các chị thông cảm nha. Thì ai gọi điện trước cho em thì em sẽ nhận lời với khách hàng đầu tiên. Đó, em cũng có khi em làm các anh các chị cũng buồn á. Nhưng mà em xin phép em sẽ có quy định riêng là ai gọi trước thì em sẽ làm việc với khách hàng đầu tiên. Đó. Nhưng mà cả nhà biết ông đi vào thì chủ nhà thì cũng sẽ có một vấn đề riêng là chưa có thành công. Thì nhưng mà được cả nhà quan tâm và ủng hộ thì em cũng cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Bây giờ thì em sẽ tập trung vào cái nền đất em đang quay. Thì đây là cái đường sẽ cua vào cái lô đất của mình này cả nhà. Từ đây mà vào cái lô đất của mình thì cũng gần thôi, gần tới nơi rồi. Cả nhà mình biết 3,6 cây là 3.600 mét thì cũng dài á. Nên là em sẽ quay thực tế cho cả nhà mình cùng nắm bắt được. Vì toàn bộ á, anh chị em là từ xa lên. Thì có những anh chị khách hàng tin tưởng còn chuyển khoản cho bạn em nữa. Nên em muốn quay kỹ để cho khi các anh chị lên nó sẽ đúng như bạn em quay. Và không để cái cảm giác hụt hẫng hoặc là đăng này đăng không đúng để cho anh chị mất niềm tin ở bọn em ha. Bây giờ thì từ cái đây này vào là sẽ mình ở trên cái nền mà em quay đó là sẽ liền kề hai ba cái nền em quay luôn nha. Nếu như em nói mà chưa giải thích được thì cả nhà cùng chịu khó kết bạn Zalo để em gửi toàn bộ cái thông tin của các sổ cho cả nhà mình cùng xem và nắm bắt được. Nói chung là đồng giá là 145 triệu hết cả lô đất sào và đất có thổ cư cả nhà mình nha.
Đây, đây là con đường vào. Thì con đường của mình là hiện tại là làm chưa xong nên nhìn cũng chưa có được đẹp nha cả nhà. Nhưng mà xe ô tô, xe lớn nhỏ thì di chuyển được hết. Đó, và cái lô đất của mình thì nằm ngay trên cái trục đường này nha quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì em sẽ chỉ ranh giới cả nhà cùng xem với em nha. Dạ thì hiện tại là Thanh đã di chuyển tới cái vị trí lô đất rồi nha quý cô chú anh chị mình. Đường của mình ở đây là lô đất của mình sẽ nằm hiển thị trên cái mặt đường này. Thì cả nhà mình để ý là đường của mình là rộng 4m và hành lang xung quanh sẽ là 4,5m. Ở đây là do cỏ là mọi người không phát cỏ này nên là sẽ bị ảnh hưởng và che khuất cái tầm nhìn của mình. Đó, nhưng mà cái lô đất của mình ở đầu tiên đây là cái lô mét 7m và chiều sâu là 66 và 61, đã có sẵn 100m thổ cư, chủ nhà mong muốn bán hết là 145 triệu bao sổ pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình. Thì Thanh vừa di chuyển từ cái mặt tiền lộ nhựa vào trong đây nha. Thì khi đến với cái lô đất, quý khách hàng của mình sẽ được đảm bảo là pháp lý rõ ràng, sẽ có địa chính tới đo tọa độ cùng với bên em và chủ nhà đo xác minh đầy đủ ranh giới mốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ đúng đất, đúng như cái hình thức em đã quay cho cả nhà mình cùng xem. Còn mình chạy ra bên đây nữa nha quý cô chú anh chị, sẽ là cái mảnh đất xào Thanh quay là 15m sâu 67, tổng diện tích là 1.025m², chủ cũng bán hết là 145 triệu, sổ sẵn cầm tay nha quý cô chú anh chị mình. Đây cả nhà mình hình dung giúp em nè, đây là một cái lô đất lớn. Tất cả là chủ nhà cắt ra từng lô nhỏ để bán. Và sổ sách của mình ở đây là sổ sách riêng biệt. Toàn bộ ở đây phải có khoảng là 10 tới mười mấy. Nền là 7m và đã có sẵn 100m thổ cư. Còn cái nền mà đất xào của mình là đủ 1.000m², chưa có thổ cư. Thì bán đồng giá hết ở cái khu vực đây là 145 triệu nha quý cô chú anh chị. Thì nếu cả nhà mình muốn xem toàn bộ các sổ sách thì em sẽ gửi trực tiếp qua Zalo, vì như để cho cả nhà mình cùng nắm bắt rõ hơn. Còn như Thanh sẽ chọn những cái lô đẹp nhất và cái lô cảm giác là tiềm năng nhất thì em quay trước. Đó thì cái này là ai mua thì mình sẽ được chọn những cái lô đẹp đầu tiên trước nha quý cô chú anh chị. Như cái lô Thanh quay là 15 sâu 67 1.000m², là có 145 triệu sổ sách vuông vức đẹp. Đó, và cái lô thứ hai có thổ cư thì là 7 sâu 66 61 cũng có sẵn 100m thổ cư, là sổ cũng đẹp nha quý cô chú anh chị mình. Đó nên là em sẽ lựa chọn những cái sổ đẹp em quay trước. Nên quý cô chú anh chị cảm thấy cái nguồn đất Thanh đang quay đây phù hợp với tài chính nhỏ vừa thì liên hệ cho em nha. Còn cả nhà mà cảm thấy chưa phù hợp tham khảo cũng được, em cũng rất cảm ơn. Đó thì cả nhà ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Đó, đây là toàn bộ cái mặt bằng của mình nha. Chủ nhà đã đang thuê anh là phát dọn cho mình. Khi quý khách hàng lên tới cái mặt bằng, mình sẽ được nhận và bàn giao là sẽ có ranh giới đo từ tọa độ xuống, cũng như là phát dọn đốt sạch sẽ cho mình. Đó, và trong khi mà có quý cô chú anh chị mình á, thì sẽ có này là mình được kiểm tra đúng đất, đúng vị trí rồi mình với công chứng nha quý cô chú anh chị mình. Còn chất đất của mình ở đây là đất sỏi đen nha cả nhà. Đó, rất thì là tơi xốp luôn. Và mặt bằng thì đất của mình là cao hơn đường. Bây giờ em sẽ bước lên trên, em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, này cả nhà mình thấy không? Em bước lên là cao hơn. Đó, đây là cả nhà, là chủ nhà đang phát rồi nè. Đó, từ đây, ở đó là xa xa đều có nóc nhà. Đang phát, cả nhà nghe tiếng phát đúng không ạ? Còn đây là cả một cái, như em nói là toàn bộ là đã phân lô, hổ sách, thổ cư là rõ ràng. Đó, thì cái lô đất Thanh đang quay đây, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ là 152 km. Từ Bình Dương lên sẽ là 101 km. Thì từ thành phố với Bình Dương là gần nhau, mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 nha cả nhà. Cả nhà mình đã thông thạo về đường đi lối lại thì di chuyển lên tới cụm khu trung tâm, Thanh sẽ ra đón rước. Còn cả nhà mình chưa thông thạo thì em rất mong kết bạn Zalo để em gửi thông tin cũng như vị trí cho cả nhà mình di chuyển chuẩn nhất nha. Còn gần hơn, từ Đồng Xoài lên trên em thì 74 km thôi. Dạ thì nãy giờ là em cũng xin phép, tại vì là bây giờ là mặt bằng là chủ nhà là đang cho đốt dọn rất là sạch sẽ. Thì cả nhà mình nắm bắt giúp em là ranh giới sẽ được đảm bảo từ A tới Z. Đó, thì em cũng quay là chính xác là nằm tại cái mặt bằng đất ở đây nha cả nhà. Đó, nên mọi thông tin hoặc là giải đáp gì cả nhà liên hệ trực tiếp cho em.
thì đến đây Thanh cũng xin phép tạm dừng video tại đây nha. Dạ thì em cũng quên chưa nói cái hướng lô đất của mình là hướng Đông Nam. Đó. Thì đến đây Thanh xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.